Xin chào quý anh chị phóng viên và quý khán giả của Chuyển động 24 giờ. Xin chào Denvo, rất là vui khi được gặp Denvo trong ngày hôm nay. Không biết là sau live show vừa rồi thì sức khỏe Den hiện nay như thế nào? Bởi vì chị Vân biết rằng là trước show diễn ra thì Den còn bị ốm cơ. Và đó cũng là lý do mà vì sao mà chúng ta chưa thể gặp nhau trực tiếp như thế này. Khoảng 10 ngày trước khi đêm nhạc diễn ra là một khoảng thời gian rất là căng. Bởi vì Den và cùng với ban nhạc phải tập và thu âm rất là nhiều. Lúc đó Den không thấy mệt đâu, bởi vì là cái tâm trạng háo hức muốn được phục vụ khán giả nó khiến cho mình có rất nhiều sức mạnh. Nhưng mà sau khi đêm nhạc và thấy người đau ê ẩm thì biết là mình đã căng cứng rất là nhiều. Thật may là Đen và những người anh em đã hoàn thành được cái đêm nhạc đó. Đây là live show trở lại sau 4 năm. Không biết là cảm xúc của năm 2019 với năm nay thì khác nhau như thế nào ạ? Show của Đen tại Hà Nội 2023 không chỉ là những bạn trẻ thích nhạc rap nữa, mà còn là những người có thiện cảm với Đen và thiện cảm với cái dòng nhạc này. Thậm chí có những cô chú anh chị lớn tuổi đến để xem bọn trẻ làm gì. Đó cũng là một cái niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng là một niềm áp lực. Áp lực không phải mọi người mang đến cho mình, mà chính từ trong thâm tâm mình tạo ra áp lực cho bản thân mình. Áp lực khi mà phải đối diện với hơn 10.000 khán giả. Áp lực khi mà mình là đầu cuối của mọi công sức của cả một tập thể. Đen đã từng nói rằng show diễn thì nó giống như là một cái phiên chợ tinh thần á. Ai cần gì thì sẽ mang về những cái niềm vui mà mình muốn. Không biết là sau cái live show này thì bản thân Đen đã mang được về cho mình cái gì? Có hai niềm vui lớn nhất mà Đen cảm nhận được trong show của Đen. Cái niềm vui thứ nhất đó là cái sự kết nối giữa người và người. Trong cái đêm nhạc hôm đó, Đen thấy tất cả như hòa vào một khối. Đen không phải là ngôi sao để tỏa sáng trong cái đêm nhạc đó, và khán giả không phải là người chỉ đến và nghe, mà tất cả như cùng đồng thanh và đồng lòng để tạo ra một cái bầu không khí thấm đẫm tình người. Cái niềm vui thứ hai đó chính là những khách mời của Đen. Khán giả không chỉ cổ vũ cho một mình Đen, mà còn cổ vũ cho những người bạn mà Đen mang đến. Đen cảm thấy tất cả mọi thứ được liên kết với nhau bằng cái tình người, bằng cái cảm xúc và bằng cái những cái tư tưởng yêu đời, yêu người. Nói một chút về bài hát Nấu Ăn Cho Em đi ạ. Không biết là cảm hứng sáng tác bài hát này của Đen bắt nguồn từ đâu, và Đen thì muốn truyền tải thông điệp gì qua bài hát này? Cái mong muốn khi mà viết bài Nấu Ăn Cho Em của Đen đơn giản lắm. Đen chỉ nghĩ là bản thân mình có khả năng là viết nhạc, vậy tại sao mình không lấy cái khả năng đó để đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho xã hội? Thì Đen chỉ có một cái mong muốn, đó là mình viết được một bài nhạc và mình lấy cái doanh thu của bài nhạc đó để có thể đều đặn ủng hộ đến một phần nào đó các em nhỏ, để trước hết là mang niềm vui đến cho các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không thấy mình bị lẻ loi. Đen biết không, VTV Digital thì đã biến cái ý tưởng là ghép cặp những chiếc lá chưa lành với những chiếc lá lành. Và rất là hạnh phúc khi mà chương trình Gặp Lại Yêu Thương đã từng được Đen gửi số tiền cassette của mình để ủng hộ cho những em nhỏ lá chưa lành. Thực ra nếu như Thị Vân không nói ra thì chắc là mọi người cũng không biết đâu. Nhưng mà thông qua cuộc trò chuyện này thì Thị Vân rất là muốn thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, thay mặt cho những em nhỏ của Cặp Lá Yêu Thương xin gửi lời cảm ơn tới Đen. Thực sự thì Cặp Lá Yêu Thương là chương trình mà Đen đã theo dõi rất lâu rồi. Và rất là phục các anh chị. Đen luôn nói điều đó, bởi vì các anh chị đã bỏ công bỏ sức túa đi muôn nơi, không ngại gian khó để đi tìm kiếm những cái vùng sâu vùng xa để giúp đỡ những cái mảnh đời đó. Đen nghĩ đó mới là cái những người cần được vinh danh. Mọi người đừng nghĩ Đen khiêm tốn, vì đây là sự thật. Những gì mình làm chưa là cái gì cả. Sẽ còn phải làm nhiều hơn. Đen có biết không, người ta vẫn nói là những bài hát của Đen có khả năng rất đặc biệt, đó là khả năng chữa lành. Rất nhiều khán giả đã hỏi rằng có phải là vì Đen đã trải qua quá nhiều tổn thương, sống quá nhiều cuộc đời nên là bạn mới có thể có được những cái giải pháp nó hữu hiệu hoàn hảo đến thế không? Thực sự thì anh chị ơi, Đen cũng không biết như thế nào là nhạc chữa lành, và cũng không biết được viết nhạc chữa lành là làm sao. Tất cả mọi thứ nó nằm ở cảm hứng và cảm xúc. Đen chỉ biết là mình có suy nghĩ này, mình có cảm hứng này và mình đưa nó vào nhạc thôi. Đen nghĩ là mọi thứ nằm ở cái sự đồng cảm. Nếu mà khán giả đồng cảm được với bài hát đó thì bài hát đó chính là thứ để vực dậy tinh thần họ, hoặc là để xoa dịu họ. Còn nếu mà không đồng cảm, không thấy nó hay thì có viết cố để viết nhạc chữa lành thì cũng chẳng chữa lành được ai. Đen tin như vậy. Tất cả mọi thứ nó nằm ở sự đồng cảm. Còn những tổn thương và khổ đau, bản thân Đen thì cũng không cố đi tìm kiếm những điều đó để viết được nhạc. Đen nghĩ là trong đời sống này có buồn thì có vui. Nó là những cái điều hết sức bình thường. Ai rồi cũng sẽ phải đón nhận. Quan trọng nhất đó là đi tìm kiếm cái điều tích cực.
cách tốt nhất đó là sống tích cực và đi tìm kiếm những điều tích cực. Thông thường thì những cảm hứng sáng tác của Dan thường đến từ đâu và đã đến vào lúc nào? Cảm hứng có thể đến bất kỳ lúc nào. Chỉ là mình có chộp được nó hay không thôi. Mình có nhiều thời gian để nhìn ngắm cuộc sống này. Và mình có rất nhiều thời gian để có thể biến những cái hình ảnh đó thành suy nghĩ. Và biến cái suy nghĩ đó thành âm thanh để viết ra được những ca từ. Vâng, và bây giờ thì để thay đổi không khí cũng như là tiết kiệm một chút thời lượng, chị Vân có một vài câu hỏi nhanh muốn hỏi Dan. Câu hỏi 1, tâm hồn của Dan Vâu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hiện tại thì Dan nghĩ là tâm hồn của Dan tầm 25 đến 30 tuổi. Số 2, Dan Vâu có thích màu đen không? Vì sao? Dan rất thích màu đen. Ví dụ như là quần áo màu đen, đơn giản bởi vì mặc màu đen thì nó sạch. Câu số 3, Dan Vâu thích ăn món Việt Nam nào nhất? Món ăn Việt Nam mà Dan thích nhất đó là trứng. Các loại trứng, trứng chiên, trứng kho, trứng hấp, trứng luộc. Câu thứ 4, câu này là phải thành thật này. Dan Vâu đã có tất cả bao nhiêu mối tình? Chắc là vài ba mối tình à? Chắc không cần thiết phải kể chi tiết đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo, Dan Vâu thích làm gì nhất vào những lúc rảnh rỗi? Việc mà Dan thích làm nhất lúc rảnh rỗi hiện tại đó là một cái cây trong một khu vườn, có một cái bóng cây trong một buổi chiều nắng. Dan muốn được ngồi dưới bóng cây đó để nhìn nắng soi lên làn da của mình. Và thử thách cuối cùng ạ. Bạn hãy hát tặng khán giả một câu trong thể loại dân gian mà bạn thích. Hát tặng khán giả một câu nhạc dân gian. Đang lé ra bài này. Từ là từ phú tương, bầu kim sắc phong lên đàn. Rất là cảm ơn Dan Vâu. Cuối cùng thì bạn cũng đã vượt qua được những thử thách của Chuyển động 24 giờ. Một câu hỏi cuối thôi, thì Vân rất là muốn biết được những dự định sắp tới của bạn với những dự án âm nhạc tiếp theo trong tương lai sẽ như thế nào. Thực sự thì live show vừa rồi đã chiếm đi hết tâm trí và tâm sức của Dan. Hiện tại sau khi xong live show là Dan không có một ý tưởng gì và cũng không có một cái kế hoạch gì tiếp theo. Nhưng mà cái điều luôn khao khát đó là viết được thật nhiều nhạc để phục vụ khán giả. Nên là Dan sẽ cố gắng để viết được thật nhiều nhạc. Và một cái lời nói từ đáy lòng mình với khán giả Chuyển động 24 giờ, những người đã luôn luôn yêu thương và đồng hành ủng hộ Dan trong suốt thời gian qua, Dan sẽ muốn nói điều gì ạ? Thực sự thì những lời cảm ơn Dan đã nói rất nhiều rồi. Nhưng mà càng nói nhiều mình càng thấy không đủ. Vì cái sự ủng hộ của khán giả lớn lao quá. Những cái lời chúc, những cái lời động viên của khán giả khiến cho Dan biết được cái đường mình cần phải đi. Và vì biết được đường mình đi nên mình có thể làm mọi thứ tốt hơn để phục vụ cộng đồng, phục vụ mọi người. Nên là xin cảm ơn khán giả của Chuyển động 24 giờ. Cảm ơn người nghe nhạc của Dan rất là nhiều. Mọi người đã cho Dan nhiều thứ hơn cả mọi người tưởng. Rất là cảm ơn Dan Vâu về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi, những người bạn chân thành sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ bạn. Yêu Dan Vâu!